Rồi, xin chào mọi người. Nhà mình thì buổi sáng xe nhiều cho nên chạy hơi ồn, bạn thông cảm ha. Hôm nay giới thiệu cho các bạn một món thịt kho trứng, nhưng mà hôm nay mình sẽ trứng làm một trứng lòng đào nha, cho nó khác hơn cái trứng mọi bữa mình ăn xíu. Cây mai cái bên nhà mình đó các bạn. Bữa mình nó bị sâu á, cái mình xịt thuốc cái nó ra lá là quá trời, được 4 lá 3 lá non quá trời luôn nè, nhìn nó có sức sống hơn lúc trước. Trước mình đâu không có biết đâu, cái mình thấy sâu bò quá trời luôn, cho nên mình xịt thuốc nữa. Nhìn giờ nó ra lá non nè, nhìn cho sức sống lại rồi. Cái chỗ mà trước mình có nói là để mình để trồng rau, khu để trồng rau nữa các bạn, ở khu đất trống mình trộn đất và mình đổ vô trong cái mấy cái khung này. Giờ mình xài cái cây bắp lá này để làm cái khung nó đỡ trước đi, để mình trồng, nếu mà nó trồng thành công rồi thì mình sẽ làm mấy cái khung khác để kiểu như để trang trí luôn cho nó cố định luôn. Ở phía kia thì mình trồng mấy cái cây cà, đây cải nè, bắp cải luôn, những món thẩm mỹ ha, ngay hàng thẳng lối luôn nè các bạn. Bên kia thì mình chưa có trộn đất, mình mới làm khung thôi, mình định làm tới ngoài kia là làm với bên kia nữa. Rồi, hôm nay mời các bạn cùng theo dõi cái món thịt kho trứng lòng đào của mình nha. Cái này mình xài miếng thịt đùi nè, mỡ ít, mình cũng thích ăn mỡ lắm đâu, cho nên mình xài thịt này cho nó có nhiều thịt. Cái này mình sẽ nấu với 8 cái trứng nè các bạn. Theo như quan niệm của người ta, 8 là bát mà có âm giống như là phát vậy đó, cho nó phát tướng phát tài. À, này mình có một trái ớt sừng, nhưng mà ớt này là ớt không cay, mình để mình lấy màu. Và mấy trái ớt hiểm nên hồng sẽ xài 2 trái thôi. Và mấy cái tỏi với gốc hành, rồi mình sẽ đâm lại với nhau. Và mình sẽ phi lên, mình ốp với thịt. Giờ mình sẽ xắt thịt ra trước nha. Mình sẽ xắt có rượu, có tàu, có rượu là mình cắt cục bột bự bự như thế các bạn. Cục này nó hơn nửa ký thôi, cũng không nhiều mà xắt cục lớn nha các bạn. Này đi. Nè, các bạn thấy không? Ít mỡ, không có ngán. Vô thịt đây, mình sẽ đi đâm cái kia, sẽ họ bỏ hết tất cả vào đây để mình đâm đó. 2 trái ớt này, mình đâm như vậy nè các bạn, các bạn thấy không? Mình sẽ bắt một miếng dầu lên để mình phi cho nó thơm thơm, rồi mình ướp vào thịt. Này mình dùng cái chảo, cái nồi, các bạn dùng cái nồi các bạn kho mà các bạn phi được cũng được, nhưng mà này mình quay cho các bạn xem á, thì mình dùng cái chảo cho nó các bạn dễ thấy. Chảo nóng này mình cho dầu vô, một xíu thôi các bạn, tại vì thịt mình có mỡ đó. Dầu nhiều quá thì nó béo quá. Cái phi cho nó thơm lên. Trong mấy cái món ăn này nữa các bạn, mà khi các bạn chế biến khác cái gì sẽ nó sẽ ra cái một cái hương vị nó khác liền. Giống như là mấy cái hành này nè, tại vì mình các bạn sắt ra thì nó sẽ không có bằng mà khi mà mình đâm cái như vậy. Không tin nữa, mình không tin mình, các bạn thử đi. Khi mà bạn sắt ra thì màu nó cũng không có đẹp nè, nó cũng không thơm bằng nữa nè. Như vậy nó cũng không ngon bằng rồi. Cho nên mình đâm về nè, cho thịt nó ngon ha. Đó, bây giờ ăn là tắt lửa nha các bạn. Đổ thịt vô, chọn nó lên. Bây
Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ướp vào, ướp thịt nè. Một muỗng bột ngọt, muỗng rưỡi. Hôm nay mình nấu bột ngọt hơi hơi nhiều một xíu. Một muỗng đường nữa các bạn. Nước màu, nước màu làm trước hôm bữa mẹ mình thắng nè. Nước màu thì mình xài nhiều thì nó màu đậm nhưng mà nó không có bị đắng, đặc biệt nó không bị đắng nên mình xài này là 2 muỗng. Và nước mắm nữa các bạn. Mình đường nha, 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng và 4 muỗng. Mình ướp đây khoảng nửa tiếng rồi mình phải ra kho nha các bạn, cho thịt nó thấm. Lấy luôn hột gà lòng đào á, thì các bạn sẽ cho trứng vào nước nè. Các bạn thấy nước nó hơi vừa xâm xấp tới trứng thôi. Mình luộc 8 trứng nha. Thì mình sẽ bỏ lên nước, mình bỏ lên cái nồi mình nấu. Nấu khoảng 6 phút, các bạn canh 6 phút. Lúc mà sâu lên đó các bạn thấy phấy nè, để cho cái lòng đỏ nó nằm trên giữa có trứng này nè các bạn. Sao nó bị sần sùi nè, bỏ vô luôn đó, mình bỏ vô các bạn thấy là trứng nó vừa ngập luôn nè. Ê, cái trứng này nó bị bể nè, nó bị nứt nè các bạn, không biết có sao nè. Nãy mình chút mà mình bỏ bạch đem về cái trứng nó bị xì lỗ nè, lỗ một. Mình sẽ phấy dùng đũa, mình phấy gì nè nhẹ cho cái lòng đỏ nó nằm trên giữa khi mà mình cắt ra nó đẹp hơn. Thì mình luộc khoảng 6 phút rồi nè, mình luộc xong rồi nè, mình sẽ dùng một cái thau nước lạnh để mình vớt trứng ra, sẽ bỏ cho nó ngồi để cho trứng mình nó dễ lột hơn. Cái bột trứng nó bị bể nè các bạn, trứng nãy mình thấy nó khảy ăn giống như khay mỏ vậy, để mình luộc luôn. Này về bỏ vô bể luôn. Các bạn thấy miếng thịt giờ là màu rất là đẹp nè, và thơm nữa nè. Mình cho nước cho thêm nha các bạn. Cho nước cho thêm gọi là kho rượu. Đó, bây giờ mình sẽ cho vô một cái nồi để mình nấu. Mình làm cái chảo cho các bạn dễ thấy thôi, chứ làm cái nồi nó cao quá thì nó ánh sáng nó không đủ quá, nó hơi mất công một xíu vậy. Các bạn làm thì có thể làm trực tiếp vô cái nồi luôn cũng được. Nước này ít hết nữa các bạn. Hồi nãy mình để một cái chảo á, mình sẽ cho thêm nước nữa. Vừa ngập thịt luôn. Để khi mà nó rút cạn lại là vừa. Mình khỏi công thêm nước nữa. Đó, cái gì bắt lửa lên. Đây. Thịt của mình nè. Đây là mấy trứng mình luộc xong rồi nữa các bạn. Lọc xong rồi luôn rồi. Khi mà nồi thịt của mình nè các bạn thấy không nè, mình tắt lửa rồi, mình để cho nó hơi nguội xíu, mình sẽ bỏ trứng vô đây mình ngâm nó. Cái này mình khác với cái khi mà mình luộc trứng, mình kho thịt như thường kia, là mình sẽ ngâm cái trứng này cho nó có màu, nó thấm, nó đẹp, thấm vô với nó thấm vô trong thịt thì nó ngon hơn. Mình ngâm xong mình ngâm, nếu mà các bạn làm buổi chiều á, mình ngâm qua đêm luôn
chiều mình tắt lửa rồi mình để ngay qua đêm luôn. Còn nếu các bạn làm ban ngày thì các bạn canh khoảng chừng 7-8 tiếng thôi rồi. Đó, mình sẽ ngâm vào đây, sau đó đậy nắp lại. Khi mà ăn thì các bạn vớt ra nha, rồi mình hâm lại, chắc trứng á. Nhưng thôi các bạn để đó rồi nấu lại nữa là nó trứng nó bị đông luôn, nó không có lòng đào nữa. Tại cái nào này nó hơi bự, trên mình nấu nó ít á, cái nó còn dư nữa cái thịt, nữa cái trứng đó nè. Nhưng mà cũng không sao đâu, chịu khó đâu đâu, mình chở lại cũng được, hoặc mình đậy lại vậy nè. Đậy nó lại nè, đó. Thịt kho trứng, thịt kho trứng lòng đào. Nó có mấy cái ớt nhìn đẹp không các bạn? Ớt không cay. Khám phá trứng đồng đào nè các bạn, diện đứt tay nha. Đó. Các bạn thấy không? Rồi, quá chừng ngon, quá khéo. Trứng đồng đào này mình để trên đây nè. Quá khéo. Thêm trứng nữa nè. Đó. Các bạn thấy ở trong nó chảy không? Này mình để trên đây nè, để mình heo méo mình hồng á. Mời mọi người dùng cơm với hai mẹ con mình nha, với gia đình của mình, gia đình hai mẹ con. Cái này con luộc nó hơi chưa có tay nghề, nó hơi còn hơi nâu nè, cho nên đồng trồng trắng nó còn hơi hơi sống một xíu. Tay này tay nghề còn hơi yếu. Chào mọi người, mời mọi người dùng cơm. Heo kho rượu mình ăn, là lâu lâu mình ăn đổi này, nó béo hơn là khi mình kho kia các bạn. Kêu bột cái lòng đỏ chín nhiều quá, nó bột nhiều quá ăn nó ngán, nó sền sệt rồi ăn thịt này nó nhìn nó béo béo. Mà lâu lâu đổi khẩu vị nha. Hả bạn coi chứ, coi có một lần một thịt nó muốn nghịu ra nè, múc vết rồi này à. Múc vết rồi này à. Chỉ có một lần thịt nó muốn rượu rồi nè, này mà hâm thêm vài lần nữa là thịt nó ăn rượu ngon lắm. Này mới có lửa à, mà phải để cho lâu nữa. Ghê quá. Sao bao nấu nửa nồi luôn á, nửa nồi nước còn lại có chút á. Mới hâm thêm một lửa hoặc hai lửa nữa nó mới rượu. Này có mẹ ở nhà rượu rượu rồi mẹ chụm rồi. Cho nó tới luôn. Rượu là rượu ăn nó ngon, đụng tới nó gã. Đụng tới gã là mẹ kho dài lửa, dài lửa nó mới gã, chứ mà kho hoài không có gã đâu. Mà để qua đêm rồi mẹ kho lại nó mới gã. Thì biết rồi, hâm tới hâm lui á.
chứ mẹ nấu một lửa là lửa đầu đâu có gã. Lúc lửa đầu á cho nó gục, cho nó mềm. Này thì vậy là nó mềm nào. Mới ra và thắng mềm không? Mềm là lửa thấm nữa. Không tắt nữa, chiều cũng làm tiếp nữa. Cục mỡ lâu ăn không có ngán rồi. Nói sao không biết ngay hả? Có thời gian ăn mỡ giống như là mấy ngày mà bóng miệng. Lúc còn làm công ty mai á, đi Vũng Tàu về chắc về rồi. Hai. Đây. Đi 3 ngày à? Vũng Tàu đâu? Ủa? Đà Nẵng. Ra điện như dốt rồi chưa? Nghe điện như dốt rồi chưa? Chị nói chưa? Chưa gì? Mới ăn uống này mới bữa uống đầu uống được. Uống quen mắc ói dữ lắm, mới uống này mà hỏi pha đồ được không, biết cách pha luôn không? Nồi kho này để phát mộng là không đi mà luôn. Lớp giờ phát hồn dính luôn. Hơi yếu mặn. Nêm nêm không thì nó vừa. Nó vừa mà ăn cơm vô phải là. Mà vậy vừa. Còn chát mà đâu đúng không? Tại mà hâm lại hâm nữa. Vậy chứ có rượu mà nó rượu cái mỡ ngăn không ngán ra hết rồi. Mỡ mà ăn nó ngán không? Mà thịt chưa rượu. Hôm qua bán chắc cục hơi nhỏ chút nữa. À, mẹ chỉ cho. Kho rượu là sắt bắn vô đây nè. Nè, từ đi qua đây nè. Hả? Nó thấm. Múc miếng thịt ra để nằm mà nó thấy đẹp nữa. Cái bản này biết là biết đang cắt vuông à, chắc cái bản này mới biết nó đã làm gì không, kho mấy cái nồi mà bự mà kho nhiều lần á, biết là khách kiểu nhỏ nhỏ là mà hâm 3-2 ngày là nào nó gục hết trơn, ép lên cái này rớt ra ngoài luôn, không dính luôn. Vừa thôi.